bạn nhỏ, lại giận rồi. Hả? Lên bà nội rồi mà suốt ngày giận vậy hả? Chưa vào. Quay lại đây, quay đến nói cho mẹ nghe xem sao lại giận rồi hả? Ừ. À, cái giường, giường đấy sao? Giường đấy con lên giường ngủ. Hả? Hả? À. À. Là Huy Huy lên giường ngủ của con đúng không? Trời ơi. Huy Huy đang nuôi con nhỏ cho Huy nằm tí có sao đâu. Ôi giời, lại giận không đồng ý. Giận nhìn yêu quá. Ừ, thôi được rồi con lại đây. Huy Huy, Huy Huy sang đây đi. À, con sang đây nằm cho bà nội lên nằm con. À, úi trời ơi, nhanh thế. Hồi nằm em không? Hồi.